cục nhỏ trên tay mình có dung lượng 1T và giá thị trường Mỹ là 350 đô. Trong trường hợp mà các bạn mua cái phiên bản 250GB thì giá của nó sẽ vào khoảng 99 đô, tức là một cái giá cực kỳ hấp dẫn cho một cái sản phẩm mà sử dụng cái bộ nhớ flash, có thể nói là một cái SSD di động như vậy. Thì sản phẩm này dự kiến sẽ được bán ở Việt Nam sau khoảng một tháng nữa và mình vẫn chưa có giá chính thức, nhưng mà hy vọng là nó sẽ giá tốt như là giá của thị trường Mỹ. Thì cái thiết bị SanDisk Extreme Portable SSD này, nó là một cái sản phẩm có tốc độ khá là cao và nó sử dụng cái giao tiếp USB-C ở phía dưới. Và khi mà các bạn mua thì bạn sẽ được tặng một sợi cáp này. Sợi cáp này là hai đầu CC, tức là các bạn có thể cắm trực tiếp vào những cái máy tính mới sử dụng cái USB-C để có tốc độ tối ưu nhất có thể. Trong trường hợp mà máy của bạn vẫn dùng USB cũ thì SanDisk họ cũng tặng kèm một cái bộ chuyển đổi USB-C qua USB bình thường như vậy để các bạn có thể sử dụng. Và chúng ta chỉ đơn giản là gắn nó vô như vậy thôi. Có một điểm mà mình thích ở cái sợi cáp này, đó là cái việc mà họ làm một cái khớp để giữ cái giao tiếp này lại. Và khi mà các bạn gắn thì đúng chiều nó mới hoạt động được. Cái việc mà sử dụng cái khớp này sẽ giảm thiểu cái khả năng cái cổng USB-C nó bị bẻ cong khi mà chúng ta kết nối như vậy. Đó là một cái đặc điểm mà ít hãng để ý và mình đánh giá rất là cao cái động thái này của SanDisk. Thử nghiệm với lại cái máy tính xách tay của mình thì tốc độ đọc ghi của cái sản phẩm này vào khoảng 500MB một giây, tức là gần như là có thể nói là cao nhất trong số những SSD di động. Và nó được thiết kế theo cái dạng hơi sần một xíu và rất là nhẹ, có một cái móc để chúng ta có thể móc vào ba lô hay là móc vào cái túi quần nữa. Thì mình rất là thích cái sản phẩm này, mặc dù nó dài hơn một chút so với cái SSD T5 của Samsung. Hy vọng là giá Việt Nam sẽ rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn các bạn.